Cầm làm thế nào? Khô quá. Cầm làm khô quá. Mình thì ngon thì cũng khô quá. Đà. Nhưng lấy cái màu vàng ra cho mẹ ngồi coi. À, nướng mùi chín tới. Sao ok á? À, mắm gì rồi? Đậu trắng. Muối tiêu xanh. Muối ớt xanh. Muối ớt xanh không? Thầy nó hơi mặn mặn. Ai vậy? Đi luôn. Trắng nè. Đại cố. Con mắt trắng. Cái này ok mà. Ok. Còn lấy một chén khác đi. Đi đi.